Hello mọi người, hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần. Mình đang kiểu rất buồn ngủ. Và chắc là từ Tết ra bây giờ, ngày hôm nay là ngày 13 tháng 2 thì mình mới cầm được vào cái máy ảnh để quay ấy. Thực ra là suốt từ Tết ra là mình kiểu quá bận luôn. Nhưng mà kiểu nhớ YouTube quá rồi ấy. Thế là vẫn quyết định là mang máy đi để quay lại những ngày làm việc điên cuồng của mình cho mọi người xem. Giờ thì mình đang trên đường đi làm và trong công việc ấy thì có rất là nhiều thứ thay đổi đến với mình. Và cái thay đổi đầu tiên đó chính là từ bây giờ thì mình sẽ đi làm 5 ngày một tuần. Bình thường mình chỉ đi làm 4 ngày thôi, nhưng mà do cái khối lượng công việc quá nhiều rồi, công ty đã offer cho mình một mức lương mới cho cái công việc kiểu đúng full time ấy. Thế nên là ok, đây đây chính là bán mạng cho tư bản các bác. Bây giờ thì chúng mình đi làm nhá. Yeah, Jenny, nice to meet you. Thank you. Lý do mà không khí căng thẳng quanh cái văn phòng của mình đó chính là do bạn nhân viên mới vào. Thật ra thì bạn ấy đang làm đến đây là tháng thứ 3 rồi, nhưng mà vẫn kiểu chưa quen việc ấy. Chính vì thế nên là vẫn hay gây ra lỗi. Vì vậy nên là cái bạn phụ trách chính của brand ấy thì đang kiểu phê bình các thứ. Và cái buồn cười đấy, đó chính là cái bạn mà đang phê bình này, chỉ khoảng tầm nửa năm trước thôi, bạn ấy đã là cái người mà bị nghe mình phê bình mọi người ạ. Nên là khi mà mình nhìn thấy cái khoảnh khắc đấy thì mình thật sự mình rất là buồn cười. Tại vì giờ đây thì bạn ấy đã không còn là nhân viên mới nữa. Và bạn ấy nói với cái bạn nhân viên mới này y hệt những cái lời mà mình đã nói với bạn ấy ngày trước ấy. Nên là đúng là ai cũng sẽ là ma mới và rồi cũng sẽ thành ma cũ thôi. Nên là mọi người cố gắng lên nhé. Và công ty mình thì là một công ty agency chuyên vận hành cũng như là làm marketing cho các brand của Hàn Quốc hướng đến thị trường nước ngoài. Và qua các cái platform như là Shopee, Lazada, Amazon, những cái trang thương mại điện tử. Thì ngoài Việt Nam ra thì công ty mình còn làm rất nhiều nước như là Singapore, Đài Loan, Malaysia, Philippines, Mỹ, Nhật Bản, vân vân. Đấy. Và công việc của mình đó chính là MD. Không biết ở cái thuật ngữ này ở Việt Nam có nghe nhiều không, nhưng mà MD là một cái nghề rất là phổ biến ở Hàn Quốc. Cái này tiếng Hàn dịch ra là Sangbun Kiwekcha. Cụ thể hơn đó chính là mình sẽ phải lên kế hoạch để bán được sản phẩm, như là lên kế hoạch làm promotion này, rồi là làm những kế hoạch marketing, làm những cái nội dung, những cái content, để nói chung là để bán được sản phẩm. Và cái thay đổi tiếp theo của mình trong đợt này đó chính là mình quyết định thôi học thạc sĩ ở trường Trung An. Thật ra thì mình cũng vẫn đang lưỡng lự là nên thôi học hẳn hay là nên bảo lưu.
Thế nên là mình kiểu cũng hơi rén ý, nên là mình vẫn quyết định là bảo lưu trước. Và sau một năm mà nếu mà mình cảm thấy là mình vẫn muốn đi học thì mình sẽ đi học lại, còn không thì chắc là mình nghỉ ngang luôn. Mình nghĩ là cái việc học thạc sĩ nó sẽ rất ổn khi mà các bạn không có một cái vướng bận gì về công việc. Như là mình thì kiểu mình đi làm ở văn phòng như thế này, nên là cái quỹ thời gian của mình nó không có nhiều để cho mình có thể phân bổ giữa cả việc công ty và việc học. Thì mình đã quyết định là mình sẽ ưu tiên những cái mình đang muốn làm trước, đó chính là việc đi làm. Tại vì thật sự đi học thì nó vẫn là kiểu quá lý thuyết ấy mọi người, nên là nhiều cái mình thấy nó hơi nhàm chán một tí. Nhưng mà khi mình đi làm rồi thì mình lại được học những cái kiểu qua những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm nhiều hơn. Và mình thấy rằng là nó thiết thực hơn với những cái mà mình đang muốn hướng đến. Và mình nghĩ rằng nếu mình có kinh nghiệm hơn về những kiểu vận hành cũng như là marketing cho các brand ấy, thì mình nghĩ rằng là mình sẽ tiến xa hơn nữa trong cái mảng này ở Hàn Quốc cũng như là ở Việt Nam. Chính vì vậy nên là mình quyết định là sẽ nghỉ học, nên là mình mong là mọi người cũng sẽ hiểu cho quyết định này của mình. Chắc một số bạn cũng đã biết thì mình đã không còn quản lý brand thời trang YU của Việt Nam nữa. Tại vì sau một năm thì nó cũng đã đi vào ổn định hơn, nên là cũng đã để cho một bạn Hàn Quốc quản lý rồi. Công ty mình vốn dĩ thì chỉ làm cho các brand thời trang của Elenmo mà thôi. Nhưng mà nhờ sự thành công của Who Are You thì đã có rất là nhiều brand khác đến với công ty mình. Thì trong đấy có Amo Pacific. Ngoài Hera ra thì bây giờ công ty sẽ phải thêm một cái brand của Amor Pacific, đó chính là Extra. Đây là một cái hãng dược mỹ phẩm của Amor Pacific. Thì đó, mình sẽ phải build nó lại từ đầu. Bây giờ thì công việc của mình đó chính là vận hành Extra, quản lý nhân sự Việt Nam của công ty mình. Và mình cũng là thành viên của team marketing của công ty mình. Nói chung thì bên công ty mình sẽ có team vận hành và team marketing, thì mình cả hai bên luôn. Đấy, đấy chính là công việc của mình bây giờ.맛있어. 듬뿍 좋아. 맛있지?
오, 꿀팁, 꿀팁. 고마워요. 좋아요. 맛있어. 아, 비벼? 비벼. 오케이. 아, 치워줄게요. 좋다. 여러분, 화이팅. 오, 비주얼 진짜 이쁘다. 색깔이 딱 맞는데. 과연 맛있을까? 마무리. 어. 맛있어? 맛있어. 괜찮은데? 괜찮은데? 응, 맛있어. 뭔가 로제 김치. 로제 김치 볶음밥. 괜찮은데? 너무 맛있다. 무슨 문제 있어요? 네, 여기 툴 키가 있어야 되는데 툴이 없어. 둘 중에 하나인 것 같거든요. Hello, mình đã ta làm rồi. Và bây giờ thì đã là 6 giờ tối. Bây giờ thì mình sẽ đi về nhà và đi ăn tối với bạn mình thôi. Công ty mình thì sau khi khoảng tầm 4 tháng làm online tại nhà xong ấy, thì từ tháng 1 là bọn mình sẽ phải đến công ty từ 10 giờ đến 3 giờ. Và sau đó thì sẽ được tan làm và muốn làm gì thì làm. Nói chung làm đi về nhà làm cũng được, hoặc là nếu mà hết việc rồi thì thôi. Nói chung là phải tự quản lý thời gian của mình. Nói chung mình thấy cũng khá là hay, tại vì sau 4 tháng làm online xong ấy thì không thể nào mà kiểu thích nghi là làm kiểu 9-6 luôn được ấy. Thế nên là ok, thực sự thì kiểu mình quá bận ấy, kiểu tại vì có brand mới vào ấy. Thế nên là chưa bao giờ mình kiểu nghỉ đúng 3 giờ là mình đi về cả. Mà sẽ là tầm 6 giờ, có hôm 7 giờ tối. Nói chung là làm hết việc thì sẽ về. Mình mong là brand kiểu opening thành công xong thì mình sẽ được đi về lúc 3 giờ để kiểu nghỉ ngơi các thứ. Chứ thật sự là đến bây giờ mình vẫn chưa thích ứng được cái việc là đi làm 5 ngày một tuần full time cả. Kiểu bình thường mình sẽ làm từ thứ 2 đến thứ 5, nghỉ thứ 6 thì mình chủ nhật, nên mình thấy là kiểu cho mình 3 ngày nghỉ là hợp lý, và để cho mình còn làm những cái việc khác như là làm YouTube này, hay là cứ shop của mình rồi nọ kia. Nhưng mà chính vì thế nên là mình đã mất tích nguồn 1 tháng trên YouTube là như thế mọi người. Tại vì không có một thời gian nào để có thể kiểu dành cho những cái việc cá nhân, những cái sở thích cá nhân. Vì thế nên là cái quyết định mà mình bảo lưu việc học á, thì nó cũng là một cái quyết định mà mình đã kiểu đắn đo rất là lâu. Tại vì mình cứ luôn luôn nghĩ là mình là một đứa gọi là đa nhiệm, có thể sắp xếp và làm mọi thứ cùng một lúc. Nhưng mà sau đó mình nhận ra rằng là mình có thể làm rất nhiều thứ cùng một lúc, nhưng mà không có một cái thứ nào có thể gọi là tốt vượt trội được cả. Và mình thì là một đứa khá là kiểu tham vọng ấy. Mình muốn cái gì nó cũng kiểu phải kiểu tốt nhất có thể, chứ không phải là à, rõ ràng là mình có thể làm tốt hơn, nhưng mà vì mình bận quá nên là mình không thể làm tốt được, thì cái đấy thì mình kiểu kiểu không muốn cái chuyện này nó xảy ra ấy. Đó, chính vì thế nên là mong rằng là cái quyết định này của mình là đúng. Và bây giờ thì tâm sự thế thôi, bây giờ sẽ phải đi về nhà để đi ăn tối đây. Bye bye. 가르야. 아. 예. 가르야. 여기 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 여기. 여기 여기. 그렇지. 잘했어. 다시 가루야. 다시 해. 여기 여기 여기. 가루야. 여기 여기 내려갈 때 여기. 그래. 에이 바보야, 이렇게 해야지. 잘했어. 에휴 가루야. 가루야. 가루 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 가루. 여기 여기 여기. 가루 가루 여기 여기. 여기 여기 가루 가루. 그렇지. 뭐 맨날 막 하고 싶은 것만 하면서 살 거야? 어? 아빠 그렇게 가르쳤어? 어? 말해봐. 말해봐. 어? 말해봐. 아니 너무 심하지 않아? 새로 하나요? 너무 좀 그렇다.
요즘 다 비싸. 다 올랐어. 그리고 우리 거 거의 4만 원이잖아. 서비스 나오는데 혹시 드세요? 아, 네, 주세요. 네, 안 드시면 좋습니다. 이거 보쌈입니다. 아, 맛있겠다. 잘 먹겠습니다. 사장님, 혹시 암시가 있으세요? 아, 네, 암시가 있으세요. 아, 네. 이쪽이에요. 네, 잠시만요. 감사합니다. 몰라. 엄마, 맥주 짜 넣어. 제가 깜짝 놀랐어. 갑자기 이렇게 하려고. 와, 소주 중독이야? 아니거든. 근데 내일 출근해야 돼가지고 술 금지. 나 진짜 맛있다. 진짜? 어디로 돼 있어? 언니는 삼촌까지 먹어? 삼촌까지. 와. 어서오세요. 나 피곤해 보여? 아닌데? 어? 나 괜찮은데? 나 안 쳐줘. 와. 거짓말 하지 말라고. 직장인 다 그래. 퇴근하고 진짜 아무것도 그냥 하고 싶지 않아. 진짜 주간 퇴근하면 아무것도 하고 싶지 않아. 맞아. 원료병이야. 원료병. Vậy là video đến đây là hết rồi. Đây cũng chính là những cái hình ảnh bình thường của mình hàng ngày mà lâu rồi thì mình vẫn chưa update cho mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và mình đã hứa với chính mình thứ 6 hàng tuần sẽ có video mới. Nên mọi người hãy nhớ like video cũng như là ấn theo dõi kênh của mình để có thể xem được nhiều content về mình và cũng như là cuộc sống của một dân văn phòng ở Hàn Quốc. Bây giờ thì bye bye. Goodbye.